Này, giúp tôi một việc nhé. Cân bằng chóp nón giao thông trên cằm. Cùng lúc đó, hãy trượt lùi patin trên đôi giày cao gót và lắc một chiếc vòng eo có kích thước cỡ hồ bơi. Chúng kỳ lạ, ngẫu nhiên và đều là những kỷ lục thế giới. Hãy xem nhé. Số 1. Cân bằng nhiều nón giao thông trên cằm nhất. Keisuke Yokota đã phá vỡ kỷ lục này với 35 cái. Chúng có vẻ nhỏ, nhưng nhiều cái cộng lại sẽ nặng hơn một chiếc xe đạp đấy. Anh ấy chỉ cần làm một lần là có thể nhấc chúng lên. Số 2. Thời gian chạy bằng tứ chi nhanh nhất. Vận động viên chạy bằng cả tay và chân tên là Kenichi Ito đã tập luyện trong 10 năm và thành thục kỹ năng này bằng cách học theo loài khỉ Patas. Anh đã vượt qua vạch đích ở cuộc đua 100m trong 16,87 giây và phá vỡ kỷ lục lần thứ 3. Số 3. Đi trên giày với giày cao gót xa nhất. Oksana Serostan đã lập kỷ lục này vào năm 2014. Cô đi trên một sợi dây dài 7,6 mét, quay lại và đi lần nữa. Tổng cộng chiều dài cô đi được bằng một đường bowling. Số 4. Tiếng sủa to nhất. Bạn nghĩ con chó nhà hàng xóm sủa quá to ư? Một chú chó giống Golden Retriever tên là Charlie có tiếng sủa ở mức 113 decibel, to hơn cả tiếng còi xe đấy. Chút nữa thôi là nó sẽ to hơn cả tiếng máy bay phản lực cất cánh. Số 5. Thổi bong bóng kẹo cao su lớn nhất. Một bong bóng khổng lồ đã được Charles Fell thổi vào năm 2004. Nó có đường kính 50cm, gấp đôi một quả bóng đá. Và Fell nói anh chỉ dùng 3 miếng kẹo cao su để làm điều đó. Số 4. Ngôi nhà xếp bằng lá bài lớn nhất. Với 218.792 lá bài, 44 ngày xây dựng là bạn sẽ có bản sao một căn phòng của khách sạn Venetian Macau, Plaza Macau và Sands Macau. Nếu bạn là người phá kỷ lục như Brian Bird, dĩ nhiên rồi. Anh cũng làm ngôi nhà cao nhất bằng lá bài, nó cao hơn 8 mét, hơn một tòa nhà 2 tầng. Số 7. Đánh máy bằng mũi nhanh nhất. Hãy thử nhập văn bản có 103 ký tự mà tôi đang đọc cho bạn và chỉ sử dụng mũi trong vòng chưa đầy 40 giây. Người giữ kỷ lục Davinder Singh có thể làm điều đó. Rõ ràng là không được để nước mũi chảy xuống bàn phím rồi. Số 8. Lật nhiều chai nhất trong 1 phút. Daniel Kennedy đã quyết định trở thành người lật chai giỏi nhất thế giới. Nỗ lực này đã giúp anh giành được kỷ lục thế giới khi lật được 39 chai trong 60 giây. Số 9. Thời gian đánh trống lâu nhất. Ôi trời! Stephen Gould đã đánh trống liên tục trong 134 giờ và 5 phút. Gần 5 ngày rưỡi đấy. Bạn muốn trở thành người hàng xóm của anh ấy không? Số 10. Chiếc giường nhanh nhất. Đó là chiếc giường tự chế gắn động cơ và Tom Onslow Cole đã khiến nó có vận tốc lên tới gần 135 km/h. Bạn muốn thử lái nó không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Số 11. Bức tượng điêu khắc làm từ bờ thực vật lớn nhất. Cao 2m, rộng 1,2m và dài 2,5m. Bằng một nửa kích thước của máy trộn bê tông và nặng ngang một chiếc ô tô. Vị đầu bếp Ấn Độ và nhóm của ông đã làm việc cả ngày lẫn đêm để tạo ra kiệt tác này. Một lời khuyên này, phải cẩn thận khi điêu khắc bờ thực vật đấy. Số 12. Con mèo kêu to nhất. Một con mèo tên Merlin có thể kêu rư rư to như kẻ thù lớn nhất của thú cưng làm máy hút bụi. Nó đạt đến gần 68 decibel. Số 13. Bộ râu dài nhất. Sarwan Singh có bộ râu dài kỷ lục là 2,5m. Bộ râu dài nhất từ trước tới nay thuộc về Hans N. Langset đầu thế kỷ thứ 20. Nó dài gấp đôi bộ râu của Sarwan Singh. Bạn có thể nhảy dây với nó đấy. Số 14. Cuộc diễu hành lạc alpacas lớn nhất. Nó diễn ở Peru vào năm 2019 với sự tham gia của 1048 con vật lông mượt cổ dài và chủ của chúng. Một sự thật thú vị, alpacas có bộ lông xoăn ngắn như cừu gọi là Huacaya và loài có bộ lông dày và dài được biết đến với cái tên Suri. Số 15. Lâu đài cát cao nhất. Rất có thể đây là một lâu đài thật. Thứ này cao 20m, gần bằng tòa nhà 6 tầng. Một đội ngũ nghệ sĩ chuyên về cát đã phải mất 1 tháng và 11.000 tấn cát để có thể hoàn thành nó. Khối lượng này còn nặng hơn cả tháp Eiffel. Số 11. Trượt ván lùi trên giày cao gót nhanh nhất. Xin bổ sung là giày cao 13cm đấy. Đó không phải là vấn đề đối với Bianca Rossini. Cô đã đi được 100m gần bằng chiều dài của một sân bóng đá trong 21,5 giây. Số 17. Trượt patin sát mặt đất nhất. Cô bé Srishti Sharma đến từ Ấn Độ trượt patin trong khi giang hai chân và cúi thấp người dưới 25 cái rào chắn, chỉ cách mặt đất 18cm. Ồ, và cô ấy giữ tư thế đó trong suốt đoạn đường 25m,
dài hơn chiều dài của một xe tải chở hàng. Số 18, thiếu niên có mái tóc dài nhất. Một người giữ kỷ lục khác đến từ Ấn Độ là Nilanshi Patel với chiều dài 170cm. Có lẽ tóc của cô còn dài hơn chiều cao của hầu hết người lớn. Số 19, đi lên nhiều bậc thang nhất bằng đầu. Li Long Long không dùng gì ngoài chiếc gối nhỏ buộc trên đầu để đi lên 36 bậc thang. Không dùng tay, lưới hoặc dây, chỉ duy nhất sức mạnh ở cổ. Số 20, nhiều cuốn sách đánh máy ngược nhất. 4.126.624 từ của tổng số 78 cuốn sách được gõ ngược từ cuối đến đầu. Đó là cách Michel Santelier đã tận tâm thiết lập kỷ lục của chính mình. Và khi gõ, anh ấy thậm chí không nhìn vào màn hình. Số 21, cuộc chiến gối lớn nhất. 7.681 người, tương đương một sân vận động, đã chia sẻ niềm vui bằng cách đánh nhau bằng những chiếc gối êm ái. Chà, việc dọn dẹp sau đó sẽ mệt lắm đây. Số 22, xe đạp dài nhất từng được chế tạo. Dài 41m, bằng 4 chiếc xe buýt chở học sinh. Và nó thực sự hoạt động được. Nó có thể chạy hết chiều dài một sân bóng mà không cần bộ phận giữ thăng bằng. Tuy nhiên, bạn phải cần nhiều người để giúp bạn lái nó. Số 23, trọng lượng nặng nhất được nâng bằng ngón út. Đó là 110kg, và anh chàng này, người có cái tên tôi không thể đọc, Suren Akharpekian, đã nâng được. Bạn nghĩ mình có thể nâng được hai cái bếp lò bằng ngón tay út chứ? À, tôi cũng không. Số 24, chiếc mũi dài nhất. Mehmet Ozurek có chiếc mũi dài kỷ lục là 9cm, được đo từ sống mũi đến chóp mũi. Để so sánh thì chiếc mũi trung bình chỉ dài khoảng 5cm mà thôi. Quả là dài như một cái còi. Số 25, con vẹt mở nhiều lon nước ngọt nhất. Không, tôi không đùa đâu. Năm 2012, một con vẹt đuôi dài có tên là Jack đã mở được 35 lon soda trong 1 phút. Thật ra Jack là một con chim khá nổi tiếng. Nó biết đi xe đạp, trượt ván và nói 100 từ. Nó cũng giữ một kỷ lục Guinness khác là con vẹt thực hiện được nhiều cú úp rổ nhất. Jack quả là một chú vẹt thiên tài. Số 26, Domino người lớn nhất. Có tổng cộng 2019 người và 2019 tấm nệm. Mỗi người đứng tựa lưng vào một tấm nệm mềm xếp thành hàng. Người tình nguyện đầu tiên bị đẩy mạnh và sau đó không có gì ngoài tiếng cười và ngã cả hàng. Số người tình nguyện không phải ngẫu nhiên, kỷ lục này được thiết lập vào năm 2019. Số 27, toilet chạy nhanh nhất. Colin Fouge đã làm chiếc toilet này và giành kỷ lục khi anh lái nó với hơn 85 km/h. Bạn hỏi tại sao ư? Vì anh ấy thích. Số 28, xoay nhiều vòng nhất trên ghế trong 30 giây. Đúng vậy, có một kỷ lục cho việc bạn hay làm với chiếc ghế máy tính khi chán đây. Benjamin Sohal đã xoay được 40 vòng trong nửa phút. Sau đó anh ấy có choáng váng không? Bạn phải đi hỏi anh ấy. Số 29, thời gian ngân một nốt nhạc dài nhất. Richard Finn đệ tứ đã thực hiện điều này bằng cách hát liên tục một nốt trong 2 phút 1 giây. Số 30, áo choàng ong nặng nhất. Ruan Liangming đã mặc bộ đồ từ ong nặng hơn 63kg. Cần đến 637.000 con côn trùng kêu vo vo để phá kỷ lục này. Anh cho biết bí quyết để tránh bị trích là giữ bình tĩnh khi ong đậu trên người. Vâng, tôi cá là vậy. Không biết vợ anh có thích mật ong không nhỉ? Số 31, chiếc bánh pizza lớn nhất. Nó giống sân khúc côn cầu sặc sỡ hơn là bánh pizza. Chiếc bánh có diện tích gần 1.300m2 này được làm bởi Dolvilio Nardi và nhóm của ông. Bật mí nhé, nó không chứa gluten. Số 32, đám cưới nhiều phù dâu nhất. Một cặp vợ chồng đến từ Sri Lanka đã mời 126 phù dâu, 25 phù rể, 20 người giữ nhẫn cưới và 23 cô gái rắc hoa. Hy vọng họ có đủ bánh cho tất cả mọi người. Này, hy vọng họ vẫn là vợ chồng. Số 33, lắc chiếc vòng eo lớn nhất. Để giành kỷ lục này, bạn phải lắc nó ít nhất 3 lần mà không để nó chạm đất. Ketty Kehayova đã phải mặc một chiếc áo bảo vệ để lắc được chiếc vòng khổng lồ có đường kính 5,2m này. Số 34, bắt nhiều mũi tên nhất bằng tay. Bắt được một mũi tên đã là quá khó đối với hầu hết chúng ta, nhưng Joe Alexander đã bắt được 15 mũi tên chỉ trong 1 phút. Anh ấy cũng bắt được 43 mũi tên bằng tay không trong 2 phút. Số 35, chèo thuyền một mình dài nhất. Arden Eric đã dành 312 ngày trên biển để đi từ vịnh Bodega, California đến Papua New Guinea. Toàn bộ hành trình băng qua Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất thế giới, dài bằng 1/3 hành tinh.
Số 36, nhận ra vị kem nhiều nhất trong 1 phút. David Rush có thể nhận ra 11 hương vị của món tráng miệng yêu thích trong 60 giây. Hí bị bịt mắt. Bạn có làm được không? Này, đây là thứ tôi muốn thử đấy. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng soi sáng nhé.